Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ 69 năm về trước, nhiều người con Hưng Yên đã cống hiến tuổi trẻ, công sức, thậm chí máu thịt của mình để góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Chiến tranh đã qua đi, cũng có không ít người con quê hương, xứ Nhãn cống hiến trí tuệ, công sức của mình để góp phần xây dựng mảnh đất lịch sử Điện Biên thêm no ấm, giàu đẹp. Câu chuyện về một gia đình ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đang phát triển vùng trồng cây ăn quả tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên sẽ cho thấy điều đó. Khi khảo sát cái địa bàn ở đặc biệt Điện Biên thì thấy được cái tiềm năng đất đai cũng như là cái điều kiện khí hậu trên này là rất phù hợp phát triển cây ăn quả. Xuất phát như vậy, chúng tôi quyết định đầu tư gần 30 hecta để làm cái điểm thứ nhất là khảo nghiệm giống và thứ hai nữa là tạo thành cái mô hình để bà con xung quanh đây có thể đến học tập kinh nghiệm làm vườn và sau đó để phát triển kinh tế cho gia đình. Anh Toàn chính là con trai cả của bà Đỗ Thị Vừng ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, người 20 năm qua đem hàng triệu cây giống đi trồng ở nhiều vùng trên cả nước trong phim tài liệu Vừng ơi mở ra do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất và đoạt giải tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 vừa qua. Từ truyền thống trồng cây giống của gia đình cùng kiến thức kinh nghiệm công tác nhiều năm tại Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam, từ 3 năm trước anh thực hiện thành công 9 loại cây ăn quả trên đất dốc ở bản Nong Háng, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Thành công này mở ra hướng đi mới cho địa phương, có thể chuyển sang trồng cây ăn quả hữu cơ tập trung thay vì trồng vườn tạp, trồng cây lấy gỗ giá trị thấp như trước. Giai đoạn tới là chúng tôi sẽ phát triển khoảng độ 10.000 hecta cây ăn quả là mít để phục vụ cho cái nhà máy sơ chế chế biến của chúng tôi. Chúng tôi đang có hướng là sẽ dùng rất nhiều cái nguồn vốn khác nhau để xây dựng cái vùng nguyên liệu. Trong năm 2023 này sẽ xây dựng được khoảng từ 500 đến 1.000 hecta cây ăn quả trên địa bàn Điện Biên và Sơn La và Lai Châu. Thế như vậy là nếu như giải quyết được cái đấy là tạo được công ăn việc làm cho bà con và đặc biệt là cái sản phẩm đấy là chúng tôi sẽ liên kết và bao tiêu hết. Dự định táo bạo này không chỉ làm giàu cho chính mình, tạo công ăn việc làm cho một số đồng bào vùng cao tỉnh Điện Biên mà quan trọng là sẽ đem đến sinh kế lâu dài cho bà con, mở ra hướng đi mới, thay thế thói quen canh tác cũ để có thể vươn lên làm giàu. Riêng trồng mít, cây trồng dễ phát triển nhất ở đây cũng có thể giúp bà con thu từ 150 đến 200 triệu đồng ngay trong những năm đầu thu hoạch và tăng đến 300 triệu đồng từ năm thứ ba trở đi. Vấn đề là phải vận động bà con thay đổi được tập quán canh tác nhiều đời nay và làm theo để tạo được vùng nguyên liệu rộng lớn. Từ trước đến giờ thì ở địa phương thì chỉ trồng cây xuống thì là cắm cây xuống đất thì để đến khi nào có quả thì thu hoạch thôi, nhưng mà đến bây giờ thì đúng thực sự là áp dụng kỹ thuật vào trồng cây thì là một vấn đề mà ở địa phương tới đây phải học hỏi rất là nhiều. Câu chuyện của gia đình anh Toàn là đại diện tiêu biểu cho cộng đồng trên 500 hội viên Hội Đồng Hương Hương Yên tại Điện Biên đang ngày càng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh bạn trên nhiều lĩnh vực.